Xin chào mọi người. Mark Elliott Zuckerberg, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984, là một doanh nhân người Mỹ. Ông đồng sáng lập dịch vụ truyền thông xã hội Facebook và công ty mẹ Meta Platform, trước đây là Facebook, Inc., nơi ông giữ chức chủ tịch, giám đốc điều hành và cổ đông kiểm soát. Zuckerberg đã là đối tượng của nhiều vụ kiện liên quan đến Mark Zuckerberg, người sáng lập và giám đốc điều hành của Meta, trước đây là Facebook, có một trong những thỏa thuận an ninh rộng rãi nhất trong số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới. Việc bảo vệ ông và gia đình ông đòi hỏi một ngân sách hàng triệu đô la mỗi năm, vượt xa số tiền mà nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác chi cho an ninh cá nhân. Trong những năm gần đây, các báo cáo thường niên của Meta đã tiết lộ rằng công ty chi khoảng 14 đến 25 triệu đô la mỗi năm cho an ninh của Zuckerberg. Số tiền này phản ánh bản chất vai trò cấp cao của ông, sự tham gia của ông vào các cuộc tranh cãi toàn cầu và những rủi ro đáng kể liên quan đến việc lãnh đạo một công ty có tác động trực tiếp đến hàng tỷ người trên toàn thế giới. Chi phí bảo vệ Mark Zuckerberg chủ yếu bao gồm một loạt các biện pháp an ninh được thiết kế để đảm bảo an toàn cho ông tại nhà, khi đi du lịch và tại nơi làm việc. Các chi phí này được chia thành nhiều hạng mục. Thứ nhất, chi tiết an ninh cá nhân. Một phần lớn ngân sách được dành để trả lương và phúc lợi cho nhóm an ninh cá nhân của Zuckerberg. Nhóm này bao gồm các chuyên gia được đào tạo bài bản, những người bảo vệ Zuckerberg và gia đình anh 24/7. Họ đi cùng anh đến các sự kiện công cộng, trong các chuyến công tác và trong các kỳ nghỉ riêng tư của gia đình. Thứ hai, an ninh tại nhà, các dinh thự của Zuckerberg, bao gồm các bất động sản ở Palo Alto, Hawaii và San Francisco, được trang bị hệ thống an ninh hiện đại. Những ngôi nhà này có hệ thống giám sát tiên tiến, hệ thống báo động và nâng cấp an ninh để bảo vệ chống lại tình trạng đột nhập hoặc xâm nhập. Chi phí bảo trì và nâng cấp các hệ thống này được bao gồm trong tổng ngân sách an ninh. Thứ ba, du lịch riêng, Zuckerberg thường xuyên đi công tác và cá nhân, và đảm bảo an toàn cho anh trong suốt chuyến đi là một khoản chi lớn khác. Việc sử dụng máy bay phản lực riêng cũng như sự hiện diện của một nhóm an ninh trong khi đi công tác làm tăng thêm chi phí. Meta được cho là phân bổ hàng triệu đô la mỗi năm để chi trả cho việc sử dụng máy bay riêng nhằm bảo vệ Zuckerberg khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn trong khi di chuyển. Thứ tư, bảo mật kỹ thuật số. Ngoài bảo vệ vật lý, bảo mật kỹ thuật số là mối quan tâm đáng kể đối với Zuckerberg. CEO của một công ty công nghệ lớn là mục tiêu rõ ràng cho các cuộc tấn công mạng, nỗ lực hack và vi phạm thông tin cá nhân. Đầu tư vào các hệ thống an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin liên lạc của mình là một chi phí cần thiết khác. Chi phí bảo mật của Mark Zuckerberg vượt xa hầu hết các CEO nổi tiếng khác. Ví dụ, Jeff Bezos của Amazon được cho là chi khoảng 1,6 triệu đô la mỗi năm cho bảo mật cá nhân và Apple chi khoảng 630.000 đô la cho bảo mật của Tim Cook. Sự tương phản rõ rệt trong chi phí bảo mật của Zuckerberg phản ánh mức độ đe dọa gia tăng mà ông phải đối mặt với tư cách là người lãnh đạo của một nền tảng truyền thông xã hội toàn cầu thường là tâm điểm của sự giám sát của cơ quan quản lý và tranh luận công khai. Chi tiêu an ninh ước tính của CEO của các công ty Alphabet, Sundar Pichai 6,8 đô la, triệu đô la Tesla Elon, Musk 2,4 đô la, triệu đô la Nvidia, Jensen Huang 2,2 đô la, triệu đô la. Apple, Tim Cook 0,8 đô la, triệu đô la. Chi phí cao cho an ninh của Zuckerberg đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Một số nhà phê bình cho rằng khoản chi này là quá mức, đặc biệt là vì nó được Meta, một công ty đại chúng chi trả. Những người khác cho rằng điều này là hợp lý, xét đến những rủi ro đáng kể mà Zuckerberg phải đối mặt. Là bộ mặt của Meta, bất kỳ mối đe dọa nào đối với anh đều có tác động trực tiếp đến sự ổn định và hoạt động của công ty. Do đó, quyết định đầu tư mạnh vào an ninh của Zuckerberg của Meta được nhiều người coi là khoản chi cần thiết. Với chi phí ước tính từ 14 đến 25 triệu đô la mỗi năm, chi phí bảo vệ Mark Zuckerberg là một trong những khoản chi cao nhất trong thế giới doanh nghiệp. Mức độ an ninh này phản ánh cả quy mô ảnh hưởng của anh và mức độ rủi ro liên quan đến vị trí của anh. Cho dù được xem là quá mức hay cần thiết, thì việc bảo mật của Zuckerberg là một dấu hiệu rõ ràng về những thách thức đi kèm khi trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghệ. Cảm ơn bạn đã xem video.